Không sao đâu, không sao, chút nữa cô sẽ nói chuyện với thí chủ. Trước khi trở về, Thành Thiên đã từng ôm ấp nhiều kế hoạch nhằm trả thù Hoàng Hải. Tuy nhiên, khi đối diện với đối thủ trong bộ dạng của kẻ thất bại khốn cùng, anh bắt đầu phân vân. Nếu như ông ấy bị bắt trong lúc này, liệu mẹ có chịu đựng nổi hay không? Tha thứ, chính là linh dược để chữa trị mọi niềm đau, nỗi khổ của con người. Chính mày đã hại tao và Nhật Linh ra nông nỗi này. Thì ra trả thù một người không khó, học được cách buông bỏ để tha thứ cho họ mới chính là điều khó khăn hơn gấp nhiều mẹ, lần. Mẹ không hối rồi mà. Đừng bỏ lỡ những tập cuối của phim truyện Việt Nam Trận Đồ Bát Quái, 20 giờ các buổi tối từ 23 đến 26 tháng 5 năm 2016 trên truyền hình Vĩnh Long 1.